cùng trường. Vâng, tôi là học sinh của trường Thái Phiên. Vâng. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã làm quen với hai bạn, bạn Quỳnh và bạn Ly. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng gặp lại hai nhân vật này sau 30 phút nữa tại chính sân khấu này. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía sau sân khấu để ekip của chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn lựa chọn về trang phục cũng như là về cách trang điểm chẳng hạn. Vâng, và trong thời gian mà chúng ta chờ đợi các bạn ấy thì chúng ta chắc hẳn là phải có những món quà để dành đến cho tất cả những bạn khán giả sôi động ở phía dưới kia chứ. Vâng, trước khi đến với phần trình diễn đầu tiên rất hấp dẫn của chương trình ngày hôm nay thì Thùy Linh muốn hỏi Mỹ Khánh là nếu như có một lời thề thốt nào đó với người con gái mà Mỹ Khánh yêu thì Mỹ Khánh sẽ nói câu gì? Thề à? Anh yêu em suốt đời. Anh yêu em suốt đời. Câu này thường thôi, có một câu rất hay mà rất là dễ rung động trái tim các bạn gái. Và các bạn gái thường nói với người yêu của mình là hãy nói yêu thôi. Mình phải mấy chưa? Vâng, vâng, tôi đã nghe qua câu này rồi mà nghe câu này nghe quen quen, hình như là nghe câu này gợi mở đến một điều gì đó rất là quen thuộc liên quan đến tờ báo Hoa Học Trò của chúng ta thì phải. Vâng, và trước khi Phí Linh giải đáp điều này cho Minh Khánh và tất cả quý vị khán giả cùng biết thì chúng ta sẽ cùng đến với chàng ca sĩ rất điển trai đã thể hiện thành công ca khúc Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi. Và một tràng pháo tay cho ca sĩ một tràng pháo tay cho ca sĩ Trí Thiện. Chào chân cháu nhất ạ.
Mọi người thấy ca khúc vừa rồi như thế nào ạ? À? Mọi người có thích không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Khán giả Hải Phòng, xin chào Chí Thiên. Chào các bạn các bạn ạ. Vâng, như đã bật mí từ lúc nãy, ca khúc Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi mà Chí Thiên vừa trình bày có vẻ như gợi mở rất nhiều điều quen thuộc đến tờ báo được yêu thích của tất cả các bạn học trò. Đúng rồi, và tại Thiện đã đọc qua quyển sách này và Thiện cảm thấy rất là thích, và trong lúc đó thì anh Mr. Siro lại có một ca khúc thì nghĩ rất hợp với lại cái tựa đề này, cho nên Thiện đã coi như là ăn cắp bản quyền lấy cái tên đó để đặt cho tựa bài hát của mình. Mọi người thấy nó có phù hợp lắm không ạ? Khán giả ủng hộ Chí Thiện rất nhiệt tình. Và Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi cũng chính là tựa đề của cuốn sách kỷ vật kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên của lứa tuổi học trò. Và trong suốt 20 năm qua, Chí Thiện biết không, tờ báo học trò đã luôn là người bạn đồng hành của tuổi thơ ấu cũng như theo suốt quá trình trưởng thành của các bạn học sinh. Và ngày 6 tháng 10 tới đây, xin chia sẻ với các bạn một niềm vui như là với Chí Thiện, báo học trò cùng với tất cả các em cán bộ công nhân viên và cánh phóng viên chúng tôi sẽ rất vinh dự để đi về nhà hát lớn để cùng nhận huân chương lao động hạng nhì mà nhà nước trao tặng. Vâng, có thể nói đó là một tin rất vui mà muốn chia sẻ với Chí Thiện và tất cả các bạn khán giả của chương trình. Còn bây giờ quay trở lại với phần trình diễn của Chí Thiện. Các bạn muốn ngay bây giờ thì Chí Thiện sẽ dành cho chúng ta một ca khúc mới hay là một ca khúc quen ạ? Vâng, tất cả các bạn khán giả đều yêu cầu một ca khúc mới. Trước khi hát ca khúc này thì Thiện muốn ok, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì mọi người có thể nhắm mắt dùng Thiện 30 giây được không ạ? Trả lại sân khấu này cho Chí Thiện, trả lại không gian âm nhạc cho tất cả các bạn, và chúng ta sẽ cùng chờ đón ca khúc tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.